Yếu tố tâm linh không thể bỏ qua khi mở nhà hàng quán ăn. Đừng bỏ lỡ nếu không muốn quán vắng khách, ế ẩm, không rõ lý do. Khi mở quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, đâu là nghi thức tâm linh mà chủ quán cần lưu ý? Bên cạnh các yếu tố quen thuộc mà chủ quán nào cũng nằm lòng như vị trí đắc địa, đón tài lộc, sắp xếp bàn ghế hợp lý, lựa chọn màu sắc chủ đạo, trang trí cây cảnh sinh động, bố trí khu vực bếp hợp lý. Có 3 việc đặc biệt trong hoạt động tâm linh có thể giúp quán thêm đông khách, đồng thời tạo phước lộc cho chủ quán mà nhiều chủ quán ít để ý. Đó là 1. Phóng sinh. Đối với người làm nhà hàng quán ăn, việc nhập nguồn nguyên liệu thịt cá hay ốc chim là cần thiết để chế biến các món ăn. Vì vậy, việc quán ăn thực hiện phóng sinh vừa là hành động mang ý nghĩa tâm linh, vừa là cách cân bằng môi trường sống. Lựa chọn các loại động vật phóng sinh như ốc, chim, cá, trai khi phóng sinh cần chú ý. Phóng sinh là giải thoát, giúp các sinh vật được trở về với môi trường sống của chúng. Vì vậy, khi thực hiện nghi thức phóng sinh, cần xem đó có phải là môi trường sống phù hợp của chúng hay không. 2. Cúng thí thực ngày khai trương. Việc cúng trong ngày khai trương là cách để chủ quán thông báo, trình diện với các vị thần xin phép được kinh doanh trên mảnh đất này. Đồng thời, với lòng thành kính, cúng thí thực ngày khai trương là dịp để chủ cửa hàng xin các thần phù hộ độ trì, giúp việc kinh doanh buôn may bán đắt, phát triển thuận lợi. 3. Đặt bàn thờ thần tài tại địa điểm kinh doanh. Việc thờ cúng thần tài, thổ địa có ý nghĩa quan trọng, phù hợp buôn may bán đắt. Nguyên tắc đặt bàn thờ thần tài, thổ địa là phải đặt tại vị trí quan sát được hết sự vào ra của các khách ghé thăm cửa hàng, tránh những góc khuất, tối như dưới gầm xà, gầm cầu thang. Bàn thờ thổ địa lúc nào cũng phải có một tấm bài vị dán ở vách. Lưng bàn thờ cần chọn loại vách tường chắc chắn, không hướng về phía cửa sổ hay bị đục lỗ, bởi như vậy tài vận không tụ lại được. Theo dõi giải cứu quán vắng để biết thêm nhiều thông tin hữu ích trong vận hành phát triển quán ăn.